Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay giới thiệu lại cho tất cả các bác những cái đôi bộ pin sạc. Đấy. Pin sạc này, pin sạc 3600 các bác nhé. GP 3600. Cái GP này thì nổi tiếng trên thị trường rồi và em chuyên nhập số lượng các bác nhé. Số lượng đây là một thùng thôi. Kia vẫn còn kìa. Đấy. Cứ bóc ra bán cho tất cả các bác. Có những bác mà lấy dùng cho phòng hát ấy, thì các bác cứ lấy cả hộp này luôn. Các bác lấy cả hộp luôn, dùng phòng hát thì rất là vô tư luôn. Nếu mà những cái pin này thì chúng ta sạc thì thường là sạc cắm sạc tầm khoảng độ qua đêm thì là nó đầy các bác nhé. Sạc tầm 5 đến 6 tiếng thì nó đầy. Đấy, nếu các bác mà muốn sạc nhanh hơn thì các bác cùng dùng cái củ sạc mà nó dòng cao hơn. Nhưng mà em khuyến nghị là dùng cái tầm khoảng độ 800 mAh này thôi là ok. Đấy thì là nó bền pin nhất các bác nhé. 800 mAh là bền pin nhất. Đấy. Và một bộ này thì em có bán là 2 đôi pin và một đốc sạc này các bác nhé. 2 đôi pin và một đốc sạc giá 360.000. Đấy, bao ship cho tất cả các bác luôn. 360.000 bao ship cho tất cả các bác. Đấy, 2 đôi pin và một đốc sạc. Còn các bác lấy là 4 đôi pin và một đốc sạc là cho vừa cái này. Thì giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là rất hữu nghị cho tất cả các bác thôi. 500.000 bao ship các bác nhé. 500.000 bao ship cho tất cả các bác luôn. Đấy. Pin này các bác nhé, 500.000 bao ship. Và nếu mà các bác lấy chỉ có 2 đôi này thôi thì các bác sẽ bỏ ra 360.000 em sẽ bao ship cho tất cả các bác. Thì với cái bộ này thì bên em sẽ thì các bác có thể nhìn thấy đây, cái đốc này, đốc sạc này có thể là cắm được 8 pin. Và các bác lưu ý cái đốc này thì nó có tự ngắt các bác nhé. Sạc đầy nó sẽ tự ngắt cho tất cả các bác luôn. Ở đây là dây nguồn. Đấy. Với cái này thì các bác cứ yên tâm sử dụng. Hầu hết trên thị trường có những bộ micro toàn sử dụng pin AA này thôi. Và pin này thì sử dụng rất là bền luôn. Em nhập số lượng thì nó sẽ đóng vào hộp lớn này. Và em luôn cung cấp cho rất nhiều các anh em làm phòng hát các bác nhé. Đây còn rất nhiều đấy ạ. Dưới này còn rất nhiều ấy. Em nhập về số lượng thoải mái cho tất cả các bác luôn. Đó. Đây là những cục pin GP có sạc các bác nhé. Các bác lưu ý trên thị trường các bác dùng những cái loại pin con ó rồi con thỏ đấy thì dùng một thời gian thì nó sẽ bị chảy nước. Nhưng mà dùng pin này thì bao bền cho tất cả các bác 2 đến 3 năm luôn các bác nhé. 2 đến 3 năm luôn, các bác sử dụng thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, sử dụng thoải mái luôn. Độ bền nó rất là cao và không bị chảy nước. Đấy, đây là dây sạc, đây là đốc sạc. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng các bác liên hệ trực tiếp với 2 số điện thoại bên dưới giúp em hoặc truy cập website thangcaoaudio.com các bác nhé. Giá là như em nói đấy, 360.000 là em bao ship cho 2 đôi pin và một đốc. Đấy, còn đâu 500.000 là em sẽ bao ship cho tất cả các bác là 4 đôi pin. 4 đôi pin các bác nhé. 4 đôi pin và một đốc. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ ngay các bác nhé. Những cái này thì thoải mái dùng trong vòng một đôi pin này các bác sạc. Nếu mà sạc với cái sạc này thì nó rơi vào tầm 6 tiếng 7 tiếng. Đấy, nhưng các bác dùng 2 buổi tối mới hết một đôi thôi. Cũng không, nó rất là tiết kiệm pin và pin nó rất là bền, pin rất là nặng các bác nhé. Rất là nặng và sử dụng rất là ok luôn. Đấy, và chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời. Rất nhiều bác và kể cả phòng hát cũng đã dùng cái pin này của em rồi. Nên các bác cực kỳ yên tâm. Đấy, các bác có thể là liên hệ trực tiếp các bác nhé. Rồi ok, các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em ạ. Chào tất cả các bác.